Ngày 7 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chi trả tiền bồi thường bằng phương thức chuyển khoản cho anh Huỳnh Chiếm Hoạnh, con trai ông Phái, số tiền hơn 1,67 tỷ đồng. Đây là việc thực thi bản án phúc thẩm năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng. Theo đó, ông Trần Chiêm Phái mất năm 2015 và ông Trần B, 67 tuổi, bị công an tỉnh Phú Khánh, hiện là tỉnh Khánh Hòa, bắt trong vụ án giết người xảy ra vào tháng 10 năm 1981. Nạn nhân của vụ án trên là Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, bị bắn thiệt mạng trên đường đi họp về. Tháng 2 năm 1983, ông Phái bị bệnh nặng nên được tại ngoại. Sau nhiều năm không chứng minh được tội phạm, tháng 9 năm 1984, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đình chỉ điều tra vụ án đình chỉ với hai bị can này. Đến tháng 9 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin lỗi thân nhân ông Phái và ông B. Một năm sau, ông B được bồi thường 510 triệu đồng. Phía gia đình ông Phái yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng nhưng không thành. Sau đó, giữa gia đình ông Phái và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần thương lượng việc yêu cầu bồi thường trách nhiệm nhà nước nhưng bất thành. Năm 2022, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của gia đình ông Phái, buộc Viện Kiểm sát Nhân dân Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,67 tỷ đồng. Sau đó, hai bên kháng án ra Tòa Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Hai bên sau đó cùng kháng cáo, Tòa Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sự phúc thẩm vẫn tuyên buộc bồi thường số tiền trên. Liên quan đến vụ việc huấn luyện viên bị tố ăn tràn tiền thưởng huy chương và kê khống tiền công tập luyện ngày nghỉ lễ, Phạm Hồng Anh, chị gái vận động viên Phạm Như Phương, đã đưa ra hai lý do gia đình từ chối nhận lại 10% tiền thưởng huy chương. Thứ nhất, nếu số tiền đó thực sự là đưa cho ban phụ huynh để lo cho các vận động viên tại đơn vị Hà Nội thì Phương sẽ không nhận, vì số tiền đó sử dụng với mục đích chính đáng. Thứ hai, số tiền đó không rõ đúng hay không, tôi cần có sổ sách đối chiếu hay đơn giản là một bản xác nhận thành tích để biết số tiền chính xác là bao nhiêu. Chị gái của vận động viên Phạm Như Phương cho biết, dù là trường hợp nào, gia đình cũng cần có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ để chứng minh việc giao nhận tiền giữa các bên. Gia đình và các vận động viên cần biết số tiền đấy được sử dụng như thế nào và phải có biên bản giải trình đầy đủ, công khai. Cô cho biết, nếu chỉ đưa cho tôi một phong bì, tôi sẽ không nhận, mọi thứ đều phải đầy đủ rõ ràng. Trước đó, chị Phạm Hồng Anh phản bác báo cáo của cục thể dục thể thao gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong bản báo cáo, huấn luyện viên Nguyễn Thúy Dương thừa nhận thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của các huấn luyện viên và vận động viên dựa trên sự tự nguyện của các gia đình phụ huynh. Việc thu tiền chỉ liên quan đến các huấn luyện viên và vận động viên thuộc bên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Cô khẳng định, không có sự tự nguyện trong việc vận động viên phải nộp lại một phần tiền thưởng huy chương và thưởng nóng cho huấn luyện viên, đồng thời cho biết ban phụ huynh tự nhận cầm số tiền 10% để giải quyết cho những nhu cầu cấp bách của vận động viên như xây lại nhà vệ sinh, sửa nóng lạnh điều hòa, hay cụ thể nhất là có một em là con của một người trong ban phụ huynh đi thi đấu ở Đức bị chấn thương và phải ứng 300 triệu đồng để chi trả. Trong bài đăng mới nhất, Hồng Anh đã chia sẻ cảm xúc cá nhân, cô mong rằng các vận động viên được hưởng đúng và đủ những mục đích của các quỹ trung tâm và quỹ đối nội đối ngoại. Theo báo cáo của cục thể dục thể thao, mục đích của quỹ trung tâm là để chi cho việc vật lý trị liệu ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, sinh nhật, liên hoan đội, mua sắm thêm cho phòng họp sinh hoạt chung, máy in, máy chiếu, tủ lạnh, giường massage, quạt bồn ngâm nóng lạnh, bảo hành bảo dưỡng máy làm đá của đội. Quỹ đối nội đối ngoại chỉ cho các công việc như thăm hỏi ma chay, đám hiếu, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mua thực phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên, tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế và quà của đội sau khi thi đấu giải. Chị của Phạm Như Phương viết thêm, mong rằng khi nhiều người có chuyên môn cao bị kỷ luật thì Cục Thể dục Thể thao sẽ đầu tư thuê chuyên gia về dạy cho các em, bởi chúng ta làm tất cả vì các em, các em không có lỗi không thể để bất kể điều gì ảnh hưởng đến các em vì đó là hiện tại và cũng là tương lai của các em. Các em đã hy sinh rất nhiều để đi đến ngày hôm nay, mong rằng sẽ không một ai là nạn nhân trong vòng tròn từ vận động viên trở thành huấn luyện viên mà điều đấy chỉ có các lãnh đạo mới có thể giải quyết được. Cuối cùng cô nhấn mạnh, sau tất cả hãy kết thúc đúng như những gì nó phải kết thúc vì bản thân tôi không muốn phải lên tiếng thêm một lần nào nữa, không muốn dồn ai đến đường cùng. Cũng liên quan đến vụ việc này sau khi nhận báo cáo từ Cục Thể dục Thể thao về các vấn đề ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục đã làm rõ lại một số chi tiết. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, thành tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xử lý, vấn đề nào chưa được cụ thể, Bộ sẽ yêu cầu Cục Thể dục Thể thao tiếp tục làm rõ, thành tra Bộ sẽ xử lý, phân tích báo cáo. Theo đánh giá chung, báo cáo chưa triệt đề và chưa xử lý hết được các điểm mà Bộ đã yêu cầu Cục. Trong báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao được kết quả xác minh các thông tin liên quan. Báo cáo cũng cho biết việc thu tiền và lập quỹ dựa trên sự tự nguyện và đồng thuận của các gia đình vận động viên. Tuy nhiên, phụ huynh của vận động viên Phạm Như Phương, người tố cáo các vấn đề ở đội tuyển thể dục dụng cụ, phủ nhận việc này. Thứ hai, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chỉ 200 triệu đồng tiền công tập luyện chủ nhật và các ngày lễ cho đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia trong 3 năm từ 2021 đến 2023. Tuy nhiên, Cục Thể dục Thể thao không thể xác minh chính xác số ngày tập thực tế của từng vận động viên, do đó không xác định được sai phạm cụ thể để hoàn trả tiền cho ngân sách. Báo cáo của Cục Thể dục Thể thao cũng đề cập đến việc thu các khoản quỹ ngoài quy định của Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Cục yêu cầu chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của tất cả các quỹ này. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên phải có buổi làm việc với toàn thể các phụ huynh vận động viên để thống nhất hướng xử lý các khoản tiền quỹ đã đóng. Từ hồ sơ, tài liệu liên quan. Cục Thể dục Thể thao đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí liên quan và có biện pháp xử lý phù hợp và báo cáo cụ thể sau khi có kết quả chính thức. Cục Thể dục Thể thao kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý các đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. Trái ngược với vẻ hào nhoáng ở ngoài phố Hàng Bạc Con ngõ 107 nhỏ đến nỗi chỉ một người đi lọt, xe cộ không thể dắt vào, lối đi tăm tối, ẩm thấp. Nơi đây có vài hộ gia đình sinh sống, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là nhà ông Nguyễn Phùng Hải, 92 tuổi, sống tại ngõ 107 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nhà của ông Hải được cất trên nóc một nhà vệ sinh chung trong phố cổ náo nhiệt, khu đất kim cương của Hà Nội. Căn phòng rộng khoảng 7 mét vuông từng là nơi sống và sinh hoạt của cả hộ gia đình 4 người, vợ chồng ông Hải và hai người con. Căn nhà giống như một túp lều sập sệ, bên ngoài lợp bằng nhiều lớp tôn dỉ hoen thùng lỗ chỗ đặt chồng lên nhau. Đôi chỗ gia cố bằng vỏ bao gạo. Cầu thang dẫn lên nhà được xây bằng xi măng, đổ dốc thẳng đứng 90 độ, chắc để tiết kiệm diện tích. Rêu xanh rêu nâu bám quanh. Ở bên dưới vẫn là nhà vệ sinh và khu phơi phóng quần áo chung của cả khu. Người đàn ông 92 tuổi nhớ lại, quê gốc ông ở Sơn Tây, Hà Nội. Thời trẻ chỉ có mỗi ông sống trong ngõ này, thuê được một căn nhà của nhà nước. Kiếm tiền không đủ trả tiền thuê, ông dọn ra để người khác thuê lại bản thân vẫn sống lanh quanh con ngõ này, làm lặt vặt mưu sinh. Đến năm 1975, ông tận dụng nóc nhà vệ sinh chung của cả khu để tạo căn phòng ở riêng một mình. Sau khi an cư trên nóc nhà vệ sinh, ông Hải lấy vợ, sinh con. Hai thế hệ chung sống trong căn phòng 7 m vuông. Bà Sâm, vợ ông, quê gốc ở làng La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đến với ông qua mai mối. Dù căn phòng đã tàn tạ qua thời gian, trần nhà là những miếng xốp đan lại với nhau, vữa tường bong chóc vì ẩm, Hai ông bà vẫn vun vén cho nó ra hình ra vẻ của một tổ ấm. Họ cũng có quạt máy, giường tủ, nồi cơm điện. Trong nhà chiếc tủ lạnh con trai mua cho là giá trị nhất. Chiếc tivi đã hỏng màu là thứ để ông bà giải trí những lúc không đi làm, nghe ngóng tin tức thời sự. Chiếc bàn đặt tivi coi như là vách tường chia không gian phòng khách và phòng ngủ. Nóc tủ quần áo tận dụng làm bàn thờ tổ tiên. Phần sân và một bên nhà vệ sinh chung ở tầng 1 là nơi ông bà tận dụng làm kho chứa đồ, bát đũa, nồi niêu. Hiện tại các hộ dân xung quanh đều đã có vệ sinh khép kín trong nhà, không ai dùng chung nhà vệ sinh cũ nữa, nên cuộc sống của gia đình ông Hải cũng thoải mái hơn. Ông kể, dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn ngày ngày ra đầu ngõ bơm xe đạp cho có đồng ra đồng vào. Các con cũng đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Con trai ông bà đã có vợ, có con, xin phép được ở rể nhà vợ cho thuận tiện. Còn người con gái chưa chồng, ông bà rất chăn trở. Nhiều lần cô con gái ngỏ ý muốn chuyển sang thuê nhà chỗ khác thuận tiện hơn, cũng có chỗ tươm tất hơn để tiếp khách, để khi có bạn trai thì đưa về giới thiệu. Nhưng vì điều kiện gia đình, giờ cô vẫn phải ở chung với bố mẹ. Gắn bó với ngôi nhà 7 mét vuông hơn nửa thế kỷ, ông Hải cũng thấy quen thuộc, không muốn chuyển đi đâu. Con trai đã yên bề ra thất, ông càng nghĩ càng xót xa con gái và bảo mong mỏi lớn nhất của mình hiện tại là con gái lấy được chồng. Ông Hải nói đầy chua xót, trời mưa thì rột, trời nóng thì như lửa đốt ấy. Vì hoàn cảnh gia đình mà con gái chưa thể lấy chồng được, nhỡ đưa người yêu về nhà cửa như thế này cũng khó mà có lấy được chồng thì chật trội thế ở vào đâu ông tâm sự thêm từ hồi sống ở trong ngôi nhà này từ khi còn độc thân đến lúc con cái để huề tới giờ đã ở cái tuổi gần đất xa trời gia đình gần như không có mấy khách hứa đến chơi ông bà mặc cảm ngại ngùng với cả anh em nhà mình lẫn gia đình bên ngoại nên không có chuyện giao lưu gặp gỡ họ chỉ gặp nhau ngoài phố hoặc ông đưa vợ con về quê gốc họ hàng bạn bè có thương có quý cũng chỉ gửi quà biếu kiểu bao gạo rau củ quê chứ không vào nhà ngồi uống nước chè ăn bữa cơm như các nhà khác bao giờ